Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Hố Xanh Kiến Thức. Các bạn thân mến, nói về vũ khí, khí tài made in Georgia được biên chế trong quân đội Việt Nam thì nhiều không kể, từ những loại đơn giản nhất đến hiện đại nhất, từ vũ khí tinh vi, công nghệ cao đến vũ khí có hỏa lực mạnh, từ các loại xe tăng đến máy bay, tàu chiến, ngư lôi, tàu ngầm đều do Nga sản xuất và Việt Nam bằng nhiều cách khác nhau. Có thể là chuyển giao, mua lại, hỗ trợ, vân vân. Tiếng tăm của các loại khí tài đến từ Nga có mặt trong quân đội Việt Nam cũng khiến bạn bè quốc tế phải kiêng nể đôi phần. Thế nhưng, có một loại khí tài không hề hầm hố, uy lực cũng không đáng gờm, nhưng lại có tần suất và hiệu quả hoạt động không thua kém bất kỳ loại vũ khí khí tài nào. Trong sứ mệnh của mình, ngoài việc hỗ trợ ngư dân, nó đã sát cánh cùng Hải quân Nhân dân Việt Nam dẹp sạch những âm mưu của Bắc Kinh, những lần lê giàn khoan vào vùng biển của Việt Nam với mưu đồ đen tối. Nó còn là món quà cuối cùng mà Liên Xô cũ bàn giao cho Việt Nam. Vậy loại khí tài nhỏ mà có võ đó là gì? Chúng ta hãy đi tìm hiểu ngay sau đây nhé! Các bạn thân mến, chắc chắn các bạn đang rất quen với cái tên những con tàu không số rồi phải không ạ? 60 năm trước, khi cuộc kháng chiến chống Mỹ bước vào giai đoạn ác liệt, những con tàu nhỏ bé, thường gọi là tàu không số, đã bí mật vượt Biển Đông, tiếp tế vũ khí, bổ sung lực lượng cho chiến trường miền Nam. Thế nhưng, ít người biết rằng, nhiều trong số những con tàu không số đó thực ra có số má đàng hoàng. Trong số đó, những con tàu thuộc biên chế của Lữ đoàn 125 Hải quân. Những con tàu của lữ đoàn này đã mở đầu cho một hành trình đầy gian khó, hy sinh nhưng mang ý nghĩa chiến lược đối với sự nghiệp kháng chiến của dân tộc. Và một trong những con tàu sở hữu danh sách chiến công dài dằng dặc thuộc biên chế Lữ đoàn 125 Hải quân, đó là con tàu HQ-957. Đây cũng chính là con tàu cuối cùng mà Liên Xô chuyển giao cho Việt Nam trước khi sụp đổ. Thời điểm chuyển giao con tàu này cho Việt Nam, chắc chắn những người anh em Liên Xô thân yêu cũng không thể ngờ được rằng con tàu không hầm hố, không nổi tiếng đó sau này lại có thể giúp đỡ Hải quân Nhân dân Việt Nam thực hiện nhiều nhiệm vụ như vậy trong việc bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và hỗ trợ ngư dân. Chúng ta hãy thử tìm hiểu một chút về thiết kế của con tàu HQ-957 và những thành tích mà nó có được trong sứ mệnh phục vụ quân đội Việt Nam như thế nào nhé. Tàu HQ-957 thuộc lớp tàu kéo của đề án 745B. Trước khi được chuyển giao cho Việt Nam, thì con tàu này được biên chế trong lực lượng biên phòng Liên Xô. Vào năm 1989, con tàu mang số hiệu BD-50 được Liên Xô chính thức bàn giao cho Hải quân Việt Nam và được đổi tên thành HQ-957. Theo thiết kế, con tàu này có lượng giãn nước toàn tải là 1.620 tấn, nó dài 56,5 m, rộng 12,6 m, mớm nước là 6,4 m và nó có tốc độ tối đa là 13 hải lý trên giờ. Con tàu này có khả năng chứa số lượng thủy thủ đoàn là 47 người và dự trữ hành trình để có thể lênh đênh trên biển khoảng 42 ngày. Ban đầu, con tàu này được thiết kế với nhiệm vụ để cứu hộ tàu bé. Thế nhưng, Liên Xô vẫn trang bị một số loại vũ khí cơ bản cho chiếc tàu này để nó có thể tự mình bảo vệ trong những tình huống cấp bách. Cụ thể, những vũ khí mà tàu HQ-957 trước đó sở hữu bao gồm hai khẩu pháo AK-230M cỡ ly 30 ly với hai đài điều khiển hỏa lực. Thế nhưng, khi bàn giao cho Việt Nam, có thể những vũ khí này đã được phía Liên Xô gỡ bỏ để nó trở về đúng chức năng vốn có của mình. Không còn vũ khí, nhưng sức mạnh của con tàu HQ-957 không hề nhỏ. Và như chúng ta đã nói ở trên, thì những chiến công mà nó sở hữu không thua kém với bất kỳ con tàu nào trong biên chế của Hải quân Việt Nam. Thưa các bạn, sau khi nhận về, HQ-957 được giao cho Hải đội 5, Lữ đoàn 125, Hải quân Nhân dân Việt Nam với chức năng là tàu kéo. Nhiệm vụ chính của tàu HQ-957 là cứu hộ, cứu nạn. Ngoài ra, tàu còn thực hiện các nhiệm vụ như chuyên chở vũ khí, lương thực, trang thiết bị, bảo vệ an toàn cho khách ra thăm, làm việc với các đảo ở quần đảo Trường Sa và Nha Giàn. Các thủy thủ có thâm niên lâu nhất trên tàu cho biết, một năm có 365 ngày thì có đến 237 ngày, tàu HQ-957 cùng những chiến sĩ của Lữ đoàn 125 Hải quân lênh đênh thực hiện nhiệm vụ trên biển ở khu vực quần đảo Trường Sa và thềm lục địa phía nam của Tổ quốc. Số ngày còn lại đó chủ yếu là giữa những chuyến đi, dừng lại ở các bến lấy dầu và thực phẩm rồi lại lên đường làm nhiệm vụ. Vì vậy, mang tiếng ở trên bờ,
Nhưng những chiến sĩ trên con tàu HQ-957 thực ra cũng không được về nhà là mấy. Đây được coi là một kỷ lục của toàn lực lượng hải quân. Không khác mấy với những đồng đội của mình đang làm nhiệm vụ ở quần đảo Trường Sa, những người lính của HQ-957 cũng gặp muôn vàn khó khăn gian khổ. Hơn nửa thế kỷ trôi qua, các thế hệ chiến sĩ từ đoàn 759, đoàn tàu không số năm xưa đến lữ đoàn 125 hôm nay đã có những đóng góp, hy sinh to lớn trong công cuộc đấu tranh giải phóng đất nước, cũng như công cuộc giữ gìn chủ quyền biển đảo. Năm xưa, mỗi chuyến vận tải thành công là góp phần chi viện chiến trường, thì ngày nay, mỗi chuyến đi biển thắng lợi, an toàn, xử lý tốt các tình huống là sự hỗ trợ kịp thời cho những ngư dân bám biển. Những chiến công của tàu HQ-957 cùng các chiến sĩ thuộc lữ đoàn 125 phải kể đến như vào năm 2009, xảy ra một sự việc tàu kéo pom tông chở theo 9.000 khối gỗ bị mắc kẹt ở khu vực DK1, thêm lục địa phía Nam Tổ quốc. Một tàu cứu hộ được điều tới và đã chuyển được số gỗ lên tàu an toàn và di chuyển vào đất liền. Cùng lúc đó, tàu HQ-957 nhận được tin và có mặt ngay ở khu vực tàu kéo mắc cạn và hỗ trợ cứu người và tài sản lên tàu kéo pô thông cập bến an toàn trong cơn biển động, sóng gầm dữ dội. Cũng nhiệm vụ cứu nạn, trong suốt những hải trình dài đằng đẵng của mình, tàu HQ-957 không thể đếm xuể những lần mình đã cứu hộ, cứu nạn cho ngư dân. Có lần tàu HQ-957 đã cứu thành công tàu cá DN-90152. 10 ngư dân trên tàu DN-90152. Sau khi được tàu HQ-957 giúp đỡ, đã thường xuyên liên lạc thăm hỏi, xin làm anh em kết nghĩa với các thủy thủ của tàu. Cán bộ, lãnh đạo và thủy thủ tàu HQ-957 thừa nhận rằng, để có thể hoàn thành nhiệm vụ cứu kéo được tàu ngư dân bảo đảm an toàn, trong khi một số tàu chỉ là tàu vận tải, thì cán bộ, chiến sĩ phải huấn luyện thêm các tình huống cứu hộ, cứu nạn và trang bị thêm những thiết bị cần thiết. Công tác huấn luyện hiện nay thực hiện thường xuyên, thậm chí phải tăng cường huấn luyện trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, mưa bão, sóng to, gió lớn để rèn luyện bản lĩnh, ý chí quyết tâm, hoàn thành nhiệm vụ của bộ đội. Con tàu không số xưa kia đã trở thành vị cứu tinh đắc lực của ngư dân đánh bắt cá và các thuyền bè chở hàng hóa trên Biển Đông. Không những làm nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn, con tàu kéo này còn thực hiện những nhiệm vụ vô cùng ý nghĩa và quan trọng, không khác gì những con tàu chiến trong thời bình. Phải kể đến sự kiện vào năm 1997, tàu HQ-957 của lữ đoàn 125 Hải quân khi đó trực bảo vệ dài ngày ở Vịnh Bắc Bộ. Đầu tháng 3 năm 1997, bộ đội tàu phát hiện giàn khoan Cantan 03 của Trung Quốc có 3 tàu chiến đi theo bảo vệ hoạt động xâm phạm chủ quyền Việt Nam. Ngay lập tức, tàu HQ-957 đã bám sát cùng với đơn vị bạn kiên quyết đấu tranh xua đuổi, buộc phương tiện thăm dò dầu khí Trung Quốc phải ra khỏi vùng biển Việt Nam. Sau sự việc này, cán bộ chiến sĩ tàu HQ-957 đã được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen về thành tích bảo vệ chủ quyền vùng biển Tổ quốc. Cùng với lữ đoàn 125 Hải quân, vào tháng 12 năm 1997, tàu HQ-957 đã cùng với tàu Trường Sa 02 chấp hành nghiêm mệnh lệnh cấp trên, kiên cường bám trụ theo dõi thăm dò Hải Dương 12, tàu thăm dò 8 của Trung Quốc hoạt động trái phép trong vùng biển Việt Nam, kiên quyết xua đuổi, đấu tranh đúng đối sách, buộc tàu thăm dò và tàu bảo vệ của Trung Quốc phải ra khỏi khu vực. Những con tàu kiên trung thuộc lữ đoàn 125 đã trở thành sát thủ đáng gờm và là nỗi ám ảnh của những con tàu thăm dò trái phép của Trung Quốc trên vùng lãnh hải của Việt Nam. Nói một cách hoa mỹ, thì con tàu kéo của lữ đoàn 127 chính là thần hộ vệ trên vùng biển thân yêu của Tổ quốc. Như đã nói ở trên, tần suất hoạt động của con tàu này vô cùng lớn. Ngoài nhiệm vụ cứu hộ tàu cá, tàu gặp nạn và răn đe tàu thăm dò trái phép của Trung Quốc, HQ-957 còn là người quen của các đoàn khách đến thăm Trường Sa và DK1 trong nhiều năm qua. Mỗi năm, HQ-957 lại nhận nhiệm vụ đưa lương thực, thực phẩm, quà Tết và những khách đến thăm các đảo lớn nhỏ của Tổ quốc. Người ta từng ví con tàu này như một cột mốc di động trên biển khơi. Hễ thấy HQ-957 ở đâu, tức là nơi đó là vùng biển, vùng trời thân yêu của Việt Nam. Con tàu cũng giống như hoa tiêu chỉ đường cho những ngư dân khi đánh cá trên biển khơi và là cứu tinh của họ trong những lần bơ vơ khi gặp sóng to gió lớn. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Và đừng quên like, subscribe để ủng hộ Hố Xanh bạn nhé! Video đến đây là hết rồi. Nếu bạn nhận được thông tin gì thú vị và ý nghĩa thì hãy dành cho Hố Xanh Kiến Thức sự ủng hộ bằng cách chia sẻ video đến mọi người nhé! Bạn cũng có thể nhấp vào bên trái hoặc bên phải màn hình
để theo dõi những video thú vị khác của Hố Xanh Kiến Thức. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!